Để tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại, quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 Pfizer lưu động trên địa bàn quận. Theo đó, quận yêu cầu 4 phường trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hết sức cụ thể đến từng gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, nhất là tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả và tính an toàn của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3, 4 cho người 18 tuổi trở lên. Đặc biệt quan tâm đến người có nguy cơ mắc cao theo khuyến cáo của ngành y tế để nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cái mũi bổ sung và mũi nhắc lại rất là cần thiết để tạo một miễn dịch cộng đồng và mình phòng chống dịch một cách bền vững. Chính vì vậy mà trong thời gian này thì cả thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng chúng ta đã tổ chức rất nhiều hình thức vừa tuyên truyền vừa vận động và tổ chức những điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận được với vaccine. Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, trường học trong cung cấp thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19, cụ thể về lịch tiêm, tỷ lệ tiêm vaccine theo từng độ tuổi của từng địa phương, kế hoạch phân bổ vaccine cho các địa phương để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời tổ chức các điểm tiêm lưu động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi tiêm khi đến lượt. Chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm y tế của quận thực hiện các việc tuyên truyền cũng như là tổ chức các điểm tiêm lưu động tập trung là các trường học hoặc là chợ đó, và đặc biệt thì cũng đã tổ chức cái buổi tuyên truyền chiến dịch cũng như phát động và tiêm lưu động tại ủy ban nhân phường, thì qua đó thì nâng cao cái nhận thức của bà con nhân dân trong cái việc hưởng ứng tiêm vaccine để phòng chống dịch COVID-19 trong cái bối cảnh hiện nay. Tính đến hết ngày 30 tháng 11, quận Ngũ Hành Sơn đạt tỷ lệ mũi 3 cho người trên 18 tuổi là 78,23%, tỷ lệ mũi 4 đạt 51,44%, tỷ lệ tiêm mũi 3 trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 55%, tỷ lệ mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi 70,38%, tỷ lệ mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đạt 40,5%. Hiện địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tỷ lệ ở mức cao nhất các mũi tiêm, mũi nhắc trên tổng số toàn dân.